đưa cho Lan đếm đi. 2 vụ. Ừ. 4 vụ. 5 vụ, 6 vụ. 7 vụ, 8 vụ. Ừ, 8 vụ. Đủ chưa? Đủ chưa? Còn thiếu bao nhiêu? Ở dưới 2. 2, 2 mấy? 20. Còn thiếu 20.000 nữa đúng không? À. Ừ, rồi đây. Đủ chưa? Đủ chưa? 20 mà. Thế đây là bao nhiêu? Đây là 10.000. À, 10.000. Thế đây bây giờ đây nhá. À. Đấy, đủ chưa? Đủ đấy, rồi. Đủ đúng 100 nhá. Khán giả nhìn nhá, đủ đúng 100.000 nhá. Đấy, hôm nay là cắt xê là 100.000 này, mua quần áo này, bánh kẹo, nước ngọt này, bánh mì ba tê này là tổng là cũng nhiều rồi nhá, cắt xê hơi bị cao nhá. Đấy, biết đút túi là hoàng nha. À, quần này không túi. Ờ, tay cầm cho nó chắc ăn. Đấy. Lan chào các bác đi. Chào chào anh ba anh, ô, anh chị nha. Con chúc sức khỏe các bác một tí không? Chào chú anh ba anh chị đừng nhìn sức khỏe. Ừ. Nhưng mà chú hỏi nhé, chứ sao là lần này chú cháu mình gặp nhau là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 2. Nhầm. Ừ. Không phải lần thứ 2. Lần thứ nhất. Lần thứ 1. Không, lần thứ nhất là Lan đang đứng ở ngoài đường là đuổi theo xe chú để xin tiền đúng không? Vâng. Lần thứ 2 là chú về nhà Lan chơi đúng không? Vâng. Lần này là lần thứ 3 đúng không? Vâng. Thế nhưng mà sao chú hỏi một cái là sao lần nào gặp Lan mà Lan cũng mặc quần áo cũ như thế này? Không biết. 3 lần gặp Lan mà 3 lần vẫn cứ thế mặc cái bộ quần áo cũ. Thế Lan không có quần áo à? Vâng. Lan ở nhà có quần áo nhiều không? Không. Không có à? Vâng. À, thế bố mẹ không mua cho hay thế nào? Bố mẹ không mua. À. Ồ, thế ở nhà có được ăn cơm no không? Có. Có à? Vâng. À, thế mấy ngày hôm nay ở trên này thì có lạnh thì có quần áo ấm để mặc không? Ờ, một bộ rồi. một bộ thôi rồi, vừa đi vừa nói. Xin kính chào các bác. À, Vương vừa ở thành phố về bản rồi các bác nhé. Thì các bác còn nhớ không, đây là nhân vật là cháu Lan. Cũng rất là tình cờ thôi, khi mà Vương đi làm ở bản về thì gặp cháu Lan này đuổi theo xe của Vương xin tiền. Thì cái lúc đấy thì nói thật với các bác là Vương cũng không rõ, bởi vì đôi khi mình đi trên đường ấy, mình thấy có những cái đứa trẻ mà nó xin tiền ấy thì mình cũng phải tìm hiểu cho nó rõ ràng. Đấy, thì Vương cũng có tìm đến tận nhà cháu này rồi để hỏi thăm, thì cháu ấy là có bố mẹ đầy đủ, có anh chị đầy đủ. Đấy, các bác nhá, có hai chị gái thì lấy chồng bên Trung Quốc. Đấy, thì bố của cháu Lan này là lấy hai vợ, mẹ à. Của cháu Lan này là vợ hai của bố. À. Đấy, nếu mà tính ra thì Lan này là cùng bố mà khác mẹ là cũng nhiều anh chị em đấy. Đấy, 5-6 anh chị em đấy. Không có. Không có. Dạ. Thế mà hai chị đi sang Trung Quốc thì Lan đi sang đấy, bên đấy chơi bao giờ chưa? Không. Chưa sang à? Chưa. Chưa à? Mà. À. Thế Lan có muốn đi mua quần áo mới không? Có. Có à? Mà. Lan có muốn đi ăn phở không? Không. Không muốn ăn phở à? Mà. Thế sao lại không muốn ăn phở? Cháu không đói. Cầm thẳng cái máy lên. Không đói gì? Vâng. Hay là bây giờ nhá. Thực ra là gặp cái cháu Lan này nó cũng là rất là tình cờ thôi. Và cũng có rất là nhiều bác lại cũng muốn là Vương ghi hình về thêm về cái cháu Lan này. Mặc dù là cái hành động của cháu ấy là đứng ở đường và đuổi theo xe mà xin tiền như thế, nhưng mà khi mà Vương tìm hiểu ra ấy, thì cháu ấy cũng bánh có mì. Bánh mì, thích ăn bánh mì à? Vâng. À, tìm hiểu ra ấy, thì cháu ấy là bị bánh mì ba tê, bị viêm não Nhật Bản. Thì cháu ấy cứ như thế này thôi. Thực ra là bản thân của cháu ấy thì cũng rất là đáng thương các bác nhé. Em một đứa trẻ thì cũng bị bệnh mà các bác cũng ngây ngây ngô ngô thôi. Đấy. Thì nhiều bác thì cũng nói chung là khi mà mình đã đưa lên thì cũng có rất là nhiều những ý kiến trái chiều. Đấy.
cũng có rất là nhiều cái ý kiến. Nhưng mà tuy nhiên thì Vương thấy thì mình cũng nên thương thôi, cũng không nên có cái gì nó tiêu cực cả các bác ạ. Thì hôm nay thì Vương cũng đón cháu ấy ra chợ. Từ từ đã, đi vội thế, phải bình tĩnh đợi chú chứ. Mà thì lần này là lần gặp lần thứ ba rồi mà vẫn cứ thấy mặc cái bộ quần áo cũ. Đấy, có mỗi cái áo khoác mỏng manh ở bên ngoài. Mà thì là Vương cũng muốn là đến tận nhà xin phép bố mẹ của cháu ấy đàng hoàng ấy nha các bác nhé. Thì Vương đưa ra chợ để mà mua cho cháu cái bộ quần áo ấm. Có muốn xỏ dây không? Xỏ dây bao giờ chưa? Hả? Mua dép mới thôi. Mua chưa? Cái gì cơ? Bảo sao? Em bảo gì? Bảo là mua dép mới thôi, đừng mua giày. Không biết giặt đấy. À không, bây giờ mua giày mà xỏ một hai hôm vứt đi thì cũng thế nhỉ. Vâng. Mua dép mới nhá. Vâng. Một bộ quần áo mới nhá. Vâng. Muốn ăn bánh mì đúng không? Vâng. Bánh mì 3T. Bánh mì 3T cơ. Vâng. À xem mic còn ở đây không, một tí lại bay mất. Thì thực ra là như thế này các bác. Đến cái nội dung ngày hôm nay là Vương cũng phải xin nói lại thêm một tí nữa là nhiều bác là nói bảo là Vương là gặp cái cháu này bởi vì cái cháu này là thấy Vương thì đuổi theo xe là xin tiền các bác nhé. Thì cái lúc đấy mình không thể nào mình biết được cái đứa nhỏ này nó là đi lang thang hay là nó có bố mẹ không, thì mình cũng phải hỏi. Mình hỏi thì cái hôm đấy Vương cũng chỉ cho 40.000 thôi. Đấy, nhiều bác bảo hỏi nhiều thế cho có 40.000 nhưng mà mình có rõ đâu hay là người ta như thế nào đó đấy, đúng không ạ? Chứ còn nhiều bác thì lại bảo là chắc là có người chăn dắt hay thế nào đó. Nhưng mà xin lỗi các bác là Vương, thực sự Vương cũng đi rất là nhiều nơi thì từ từ dừng lại đấy. Wow. Chăn dắt thì thường thường là chỉ có ở thành phố lớn thôi thì mới có chăn dắt trẻ em. Chứ còn ở vùng cao này thì nói thật là không có đâu các bác nhé. Bởi vì là nguyên cái... ngay cả người dân sinh sống ở trên này thì nó cũng đã là khổ vất vả rồi, thì những cái đội mà chăn dắt trẻ em mà đi xin tiền là không có đâu. Đây là cái cháu này là kệ nó, bị làm sao vướng à hay thế nào vướng à hả? Ừ. Vướng thì để đây nhá. Ừ. Cài đây nhá. Ừ. không động vào nhá. Ừ. Thì cháu này là cháu ấy bị viêm não Nhật Bản. Nói chung là từ những cái hành động thôi, như các bác có thể nhìn thấy là Vương khi mà nếu mà để nói là một cái cháu mà đầu óc không bình thường ấy, nhưng mà các bác khi mà các bác nghe những cái lời nói rất là ngoan và lễ phép khi mà Vương đến nhà còn biết rót nước ra mời. Đấy, thì nhiều bác thì bảo là nếu mà ngoan thì sao lại cái lúc gặp Vương ở đường thì lại biết nói dối, là hỏi là có bố mẹ không thì lại bảo là không. Đó, không có cái gì ăn thế này thế kia. Nhưng mà thôi, cái đấy Vương nghĩ có lẽ là thôi, cháu ấy như thế này thì mình hãy thương nhiều hơn là mình trách các bác nhé. Bởi vì bố mẹ cháu ấy cũng đâu có để cháu ấy đi lang thang như thế đâu. Nhưng mà tầm này bây giờ nó chạy đi đâu thì ai mà giữ được, đúng không? Ai mà quản được nó. Đấy, nó cũng rất là khó. Mà ngay như bản thân là người mẹ của cháu ấy thôi đấy, Vừa gặp Vương một cái thôi là nói như thế là mẹ cháu Lan còn bỏ thôi các chú thông cảm thế này thế kia đấy, đúng không? Đấy, thì bây giờ như này, bây giờ nhà chị nào có quần áo đây à, ngoan thế. Nào bây giờ là mua quần áo ở bên nào đây, bên này nhá. À thế à, bán không được bán đắt nhá. À thế à, thế thì gặp ân nhân rồi. Rồi. Nó về thế đồ ôn nó mà... đúng nè. À rồi. Rồi bà làm việc của bà đi. Để bán quần áo thì bà tư vấn rồi là. Ôi rồi. Ui chưa gì mà đã. Hôm nào nó ra ăn chả chào, nó ra đây là đấy. À rồi, thế bà nói chuyện một tí đi. Vâng. Tức là bà là bán quần áo đấy lâu chưa? Cô bán đây 20 năm rồi. 20 năm. Bà là người ở đây đấy ạ? Không, cô ở dưới Vĩnh Phúc ấy. Vĩnh Phúc lên đây mua đất làm ăn ở đây. Ôi có tiền đâu mà mua đất cháu, chỉ có đến làm ăn đấy xong lại về quê chứ công việc lại về. Thế là chứ. Định tính làm đến bao giờ thì nghỉ hưu? Vài năm nữa là về quê. À vài năm nữa là nghỉ hưu à? Thế là cái cháu này hay chạy ra đây gì? Ừ, hay ra đây lắm, đây hay ra đây chơi đấy. Năm ngoái à, Tết chả ra về, nó lại ra đây. Thế bà có biết nói tiếng Mông không? Không.
Không biết à? Không, không biết, không biết mà bắt nữa. Chuyện gớm. Chỉ có đôi tiếng thôi, không nó, à. Nó toàn nói tiếng Kinh mình mà, nó toàn là con này nó hay hỏi tiếng Kinh mình mà, nói tiếng Thế Kinh trước mình. Nghe đấy bỏ đi học đến lớp 4 rồi sao ấy, đúng không? Thì là nó bị á, nó giật đấy, bị co giật. À. Nhưng mà cháu ấy thì như thế nhá, nhưng mà mình nghe những cái lời nói của cháu ấy, cũng như là cái hành động của cháu thấy rất là thông minh đấy. Nó thông minh lắm á, con này nó thông minh, nó gặp nó hay chào hỏi lắm, nó ngoan lắm, chào hỏi tử tế lắm luôn á. Rồi, ok, thế bây giờ bà xem là chọn cho cháu ấy một bộ quần áo với một cái áo khoác. Thay dép nhá. Vâng. Ừ, giày thì không xỏ nữa, cô xỏ một hai hôm cô vứt đi thì. Thế con thích đôi dép nào con ra con xem đó. Nào đi đi ra đây. Vừa mới gặp cháu một cái nó lại kéo cái túi của mình. Khôn ngoan lắm, tôi nói thật đấy, cứ Tết là nó ra đấy, thế cứ chào hỏi đây có gì lại cho nó, thích cái gì lại cho nó. À, vừa mới gặp phát là lại kéo kéo túi đi mở ra đi kiểu xin tiền đấy. Con ở đây đây khổ. Đây này. Rồi ok ok. Nó chào hỏi tử tế lắm. Vâng, cô xem là hộ cháu ấy, chọn đi. Sợ là à đâu. Đi về đây xem nào. Chân dài mà, lấy đôi khác đi. Không, lấy đôi to một tí đi. Chật rồi, lấy đôi to hơn đi. Kích ánh sáng hết lên. Đấy, đôi to này này. Ôi, còn xem số rồi mới xỏ nhá. Xem là có thích màu này không? Thích màu này rồi, đang xem. Vừa. Thế là nó gặp con cháu ở chỗ nào? Chỗ này hơi rộng một tí nhỉ? Lấy lớn hơn một số không em? Chị ạ? À, lấy số 36 thì lấy số bé một số nữa. Không không, anh thấy đôi này là được rồi. Đôi này là vừa rồi. Còn đi đôi tất mà. Rồi, thế đôi này là ok rồi em ơi. Không không, lấy luôn đôi đấy. Lấy đôi này con. Hôm nọ cái màu đấy. Cái bé không ạ? Rồi. Đôi này là vừa rồi. Đôi này là vừa rồi. Còn đeo đôi tất con ạ. Lấy đôi này nhỏ một số này em ơi. Lần này gặp lần thứ 3 rồi mà vẫn cứ thấy mặc nguyên cái bộ quần áo đấy. Thế hôm nay mẹ không đi cùng à? Không. Không. Bà xem có những cái bộ quần áo nào bà chọn luôn cho cháu đi. Bởi vì cháu không có nhiều thời gian đấy. Vâng. Không anh á. Không lấy nữa. Vâng. Không, lấy cái túi mang về. Hôm nào đổi kem. Hôm nào đổi kem chứ ai lại có mới lưới cũ như thế? Hả? Mới bà Úc. À, chọn cái bộ quần áo nào mà bây giờ vận luôn, lồng luôn vào đi. À. Lồng luôn vào. Này. Chị. Rồi cứ chọn đã. Đâu nóng thế? Đấy này. Đeo cái này nóng á? Ừ. Ô chú có thấy nóng đâu. Chắc là không quen. Chú cũng biết. Rất là khôn luôn đấy các bác nhá. Nếu mà để mà Vương cũng đã từng tiếp xúc với rất là nhiều. Bởi vì Vương hay đi những cái hoàn cảnh mà để mà tiếp xúc với những cái cháu nhỏ ở trên vùng cao cái tầm này. Đấy. Mà những cái nhà mà điều kiện không khá giả ấy. Mà thông minh được như cái cháu Lan này là Vương thấy ít đó. Mặc dù là cháu ấy còn bị viêm não Nhật Bản, nói chung là bị bệnh não. Đấy. Thôi được rồi, bây giờ em đi vào kia để cùng được chưa? Ừ, rồi ok. Áo có, xem áo, xem luôn áo để thay một thể luôn. Lấy áo khoác luôn nhá. Rồi. Đây rồi, lấy cái áo ấm nhá. Đừng đi linh tinh nhá. Lấy cái áo không đi. Chỉ xin phép mẹ đi một lúc thôi. Áo cộc tay đúng không? Vâng, hoặc mẹ áo len cũng được. Đó, áo cộc tay. Bác lấy cái áo lông này này bác ơi. Ừ, lấy cho nó cái áo lông đi. Đây, bác xin kính chào toàn thể ông bà quý cô bác. Thích cái này á? Không. Thích cái nào? Cái này đẹp này. Đấy, cái này đẹp. Cái này nhé. Có à? Ừ. Cho mặc lồng luôn quần áo vào đi, không thì cho thay luôn hẳn một cái bộ mới luôn nhá. Còn cái bộ quần áo cũ ấy để vào cái túi bóng. Cái áo
áo thu đông ấy, áo tay dài ấy. Áo thu đông. Áo thu đông. Ừ. Ô vuông này. Má, khó thế. À, đấy các bác vừa hỏi, vừa đi xe vừa hỏi vào là tên là cô tên là gì này, chú tên là gì này. Thích không? Thích áo này không? Thích. Thích á? Ừ. Này còn muốn ăn bánh mì ba tê. Thế vẫn biết là bánh mì ba tê luôn. Vâng. Ôi trời, giỏi thế. Tay này đâu rồi? Tay này bị cong à? Thế nào đấy? Đây này thì... đâu, bỏ ra để cô ấy cả. Bởi vì là cháu ấy bị co giật ấy, cho nên là tay chắc gân nó bị tay co. Cô đây rồi. Đây. Ừ, tay này cứ bị cong cong. Tay nó ấy nó khó mặc ấy. Có thích không? Ấm không? Có. Rồi, ok. Đâu để cô giật cho. Cứ hỏi chú ở đâu, chú tên là gì? Cô tên là gì? Nói một lần là nhớ. Chú nào? Chú gì? Ô. Chú tên là gì? Chú đây là Vương. Vương, chú Vương. Vâng. Cô gì? Ô Phúc. Ừ, đúng rồi, cô Phúc. Chú Vương, ô Phúc. Ừ. Đâu này cô ơi, có áo chưa? Cái áo này chắc là có thích không? Không hợp. Không hợp á? Không hợp. Không biết là không hợp. Biết nói không hợp. Không lắm luôn, bảo là con ấy không lắm. Anh này bé quá. À, bé quá à? Thế thì đi tìm đi nè. Để xem nào, xem ra kia có cái áo nào đẹp nào. Đây, hợp chưa con? Có thích không? Có thích cái này không? Đó. Có à, thích cái đấy là cái này. Thế thích cái màu nào? Hay lấy cái này. Con thích cái nào? Đó hả? À, hai. À. Ui, lấy cả hai. Lấy cả hai. Cô ơi, bao nhiêu tiền một cái đấy? Thôi cứ mua một bộ đã đi. Mua một bộ đã đi. Bởi vì là chắc chắn là không phải, nó khôn lắm, nó không phải là nó thực ra là không phải là mình tiết tiền đâu, nhưng mà gặp lần này lần thứ ba rồi mà vẫn cứ mặc cái bộ quần áo cũ. Thì thực ra là làm gì có cái chuyện mà bố mẹ cháu ấy để cho một bộ như thế. Chắc là có nhưng mà kiểu là không thay. Có mà, cháu đến tận nhà chơi rồi. Thế lấy cái này nhỉ? Có mặc luôn không? Không. Không mặc. Rồi, mặc, bây giờ mặc quần đi, mặc quần đi. Còn áo thì cầm cũng được. Thế là thích cái quần nào? Thích cái quần nào? Thích quần này à? Rồi, còn cái quần thì mặc luôn vào. Không. Mặc luôn vào đi. Đi mặc Phúc, nhá. Phúc cho mặc luôn vào đi. Ờ, chỗ mặc quần áo ở đâu cô? Thay quần áo. Bây giờ chú kẹp vào đây nhá, không được bỏ ra nhá. Vâng. Đấy, mua được quần áo mới, còn quần áo cũ còn muốn vứt luôn. Có mới thì lỡ cũ như này là không được nhá. Vâng. Ừ, thế từ hôm nọ mà lần đầu chú cháu mình gặp nhau ở đường thì còn chạy ra ngoài đường xin tiền nữa không? Không. Không à? Vâng. Bố mẹ không cho ra nữa đúng không? Vâng. Ừ. Thế là không được chạy ra đường đâu nhá. Thế có ấm không? Ấm không? Ấm không? Nào bỏ mũ ra xem nào ai. Ui dồi ôi. Thế có thích không? Thích. Thích à? Ừ. Cô xem bao nhiêu tiền? 4.000 nữa. Sao mà đắt đây? À sao mà đắt thế à? 4.500. Vâng, chắc các cô chắc là các cô thấy chú quay phim cho nên là bán đắt nhỉ? Không phải đấy. Ừ, đúng rồi. Cái lần đầu tiên là cái năm ở đây bán hàng Tết rồi. Sao mà đắt thế nhỉ? Thế đã bao giờ bà này cho cháu cái gì chưa? Nhớ ra. Ơ, đừng có nói thế cả phải tội nhé. Nhớ chưa? Bà cho cái gì có nhớ không? Hả? Không. Không nhớ à? Không nhớ. Không cho hay là không nhớ? Không nhớ. Không nhớ, ừ. Rồi, ok. Thế, bây giờ đi ăn bánh mì ba tê nhá. Thế đã được ăn bánh mì ba tê bao giờ chưa? Chưa. Thế tại sao lại biết bánh mì ba tê? Em cháu đang
Mình đâu biết. À, xem phim là biết à? À, thế có thèm không? Có. À. Thế, thế cái lúc mà xem phim mà thèm bánh mì pate thì làm thế nào? Không. Có xin mẹ không? Không. Có xin bố tiền để đi mua bánh mì pate không? Bố uống rượu mà. À, bố à? Bố uống rượu à? Ừ, tôi đi, 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 vừa đi vừa nói đi. Đây đây, lấy cái áo này cho vào. Biết cho vào không? Thực ra là nhà ai cũng vậy thôi, khi mà có những cái đứa trẻ mà nó không may mắn sinh ra bản thân của cái cháu mà bị như thế thì cũng ú áo quờ thì cũng đã là khổ. Với cái thứ hai đó là bản thân của người bố người mẹ không ai muốn mình sinh ra một đứa con bị bệnh tật như thế. Cho vào đấy. Khách vào đây cả đi nó rơi mất con. Đang nào chở khách về nhà. Rồi ok. Phải ngoan nhớ chưa? Gặp các cô các chú phải chào nhớ chưa? Nhớ chưa? Vâng. Thế sao mà sao đang nói chuyện với chú mà gặp mấy cô này lại thấy buồn buồn là thế nào? Hả? Hả? Bị mấy cô này mắng à? Hay thế nào? Có phải không? Mà. À, bị bà này mắng hay là chị kia mắng? Bà. Bà mắng à? Mà. Thế tại sao bà lại mắng cháu? Không biết. Không biết à? Có phải là cháu lấy đồ của bà ấy không? Ôi, chẳng thấu nó, tao thấu nó đã. Không. Hả? Không, bà ấy. Không phải à? Thế tự nhiên bà ấy mắng cháu đúng không? Mà. Đang thấy nói chuyện vui vẻ mà lúc đấy. Tự nhiên mà đấy thì... Bà đi. Không bán nữa. À, còn biết nói là không bán nữa. Ai bán bánh mì ở đây nhỉ? Ôi, chủ biết đi đâu rồi. Thế Lan có nhớ cái người bán bánh mì pate này không? Không. Không à? Lan có hay đi ra đây không? Không. Ê, quán bên kia là biết mà, ngày nào cũng đứng đây. Đừng chạy đi chạy lại nhá, xe nhá. Ba. Bánh mì vẫn còn mà. Đây. Chị ơi. Chị ơi. Anh có biết ai bán đây không? Nhà nào? Đợi một tí. Thế là ở cái chỗ này các bác nhá. À, không phải là cứ chợ phiên thì mới có mèn men ốc đậu đâu. Mà ở đây thì bình thường là ngày nào cũng bán ốc đậu mới lại mèn men ở cái khu này. Cứ sáng ra đến tầm khoảng 1-2 giờ thì hết rồi mấy bà mới dọn về. Đấy. Thì thực ra là mèn men với ốc đậu thì Vương xin nói một chút là cái đấy nó là cái món ăn truyền thống của cộng đồng dân tộc người Hơ Mông. Mà cũng không phải là nguyên người Hơ Mông đâu. Mà... nói chung là của bà con là không đủ gạo ăn ở trên vùng cao, chứ không căn cứ là không căn cứ là của dân tộc nào đâu các bác nhé. Khi mà không có gạo ăn thì đương nhiên là rồng được mũi ngô thì mình phải ăn mèn mén thôi. Này chú ơi. Ơi đâu ai đứa này đâu biết. À, đợi lâu quá à? Bà làm à hay ai làm? Cháu tự hỏi tiếng Mông nào, có phải bà làm không? Ai à, ôi hân à. Bà làm cho. Không. Biết. Thế ai làm? Thế cháu hỏi là ai làm ấy? Chị dâu. Chị dâu của bà làm. Ồ, thế chị dâu đi đâu rồi? Không. Bà bỏ à, đi về nhà rồi. Thế không, cái này không lấy nữa, cái này không bán nữa hay là thế nào? Không biết. Không biết. Ui 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 ui. Cẩn thận nhá. Ồ, bây giờ làm thế nào nhỉ? Bảo bà là giúp gọi chị dâu ra đây được không? Gọi đi đến. À, một tí nữa đến. Thế có uống nước ngọt không? Ờ, thế đi mua nước ngọt trước đi. Ừ.
Thế bình thường là có tiền để mua kẹo, bình thường có thèm ăn kẹo không? Không. Không à? Vâng. Thế bình thường thì thèm ăn cái gì nhất? Bánh mì ba. À, lúc nào cũng chỉ thèm ăn bánh mì ba tê thôi. Vâng. À. Tại sao lại thích ăn bánh mì ba tê như thế? Tại sao? Tại sao? Tớ thích ăn bánh mì ba tê nhất. Bởi vì tại sao? Vì nó ngon à? Vâng. À, đi đường này đi. Đi đường này, đi vào đây. Bây giờ cháu thích ăn bánh gì, kẹo gì nào? Đi vào đây lấy nước đã. À, nước kia, nước bên này. Đây đây, nước ở đây, nước ở đây. Nước ở đây. Có uống nước lạnh không? Không. Ừ. Thôi rồi, bây giờ này nhá. Thích uống cái nào? Thích uống cái nào? Không không. Thích uống cái nào chỉ cho chú lấy cho. Thích uống cái này. À, uống cái này cái gì? Vâng. Cái này à? Cái này là cái gì nào đây? Rồi. Rồi lấy hẳn một lốc này đi. Rồi, yeah. Nào, bế nào. Yeah. Rồi, ok. Còn thích ăn kẹo gì? Ăn kẹo gì? Cháu chỉ uống cái này nhá. Không, lấy một loại thôi. Yeah. Lấy một loại thôi. Yeah. Nhá. Ừ, thế được rồi, đưa cho chú. Yeah. Ủa, bây giờ mà chọn thì biết đường nào mà chọn. Bây giờ cái nào cũng bảo thích thì... Thôi, lấy một lốc đi. Lấy một lốc đi. Rồi. Yeah. Ờ, vào đây chọn kẹo nào, xem ăn kẹo gì nào. Và đây đây, kẹo bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Đây 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 đây. Đó thì ở đây chứ. Ờ, à, để ở đây đã. Rồi, thực ra là như thế này các bác nhé. Phải nói nó hơi tế nhị một tí à. Nếu mà cái cháu này đi mà không có Vương hay không có người lớn mà đi cùng, đi đến đâu là nói chung là người ta cũng sẽ để ý là sợ cháu ấy lấy ấy. Đấy là nói chia sẻ thật với các bác là thế. Rồi, rồi, thế ừ. Thôi, thế thôi. Úi giời, vẫn cố lấy thêm một gói nữa. Thế thôi nha, mà. Thế thôi nha. À, ông chú ơi, đây. Nào, bây giờ mình phải để ở đây đã. Khi mà mình đi vào quán hay đi vào đâu, đi cùng người lớn hay đi cùng ai, mình vào mình lấy cái gì, mình phải ra đây để cho chủ quán tính tiền. Mà. Nha, đấy. Rơi không là... rồi. Ừ, rơi rồi, kệ nó đi. Anh ơi, hộ em tính cái này quá. Anh này đưa rồi, chú ơi. Rồi, rồi, đi ra. Đi ra đứng cạnh cô Phúc kia. Đấy, đấy. Rồi, đứng ở đấy, đứng nguyên ở đấy, không được di chuyển. Bốn năm à? Lốc nước này nữa. 28045 cộng 48.000 nước. Cộng 120. Bây giờ chú không đủ tiền rồi. Ừ. Đấy, chú bảo này, khi mà mình phải xem là mình có bao nhiêu tiền, mình vào trong này mình mua, mình ra đây mình trả tiền nhá. Vâng. Bây giờ mình lấy nhiều tiền à đâu, mình lấy nhiều đồ quá. Mình ra mình không đủ tiền trả người ta. Vâng. Nhá, với lại thứ hai nữa là bao giờ thèm cái gì, thích cái gì là ví dụ như đi qua đây mà thấy thích ăn cái gì thì có thể xin cái chú này cũng được. Vâng. Đấy, chú ơi, cháu thèm quá, cháu không có tiền thì chú cho cháu được không? Nhá. Chú cho cháu xin được không? Xin cái gì? Xin tiền á? Không. À. Cháu nói. À, cháu nói thì chú kia có cho xin không, đúng không? Bình thường nếu như cháu mà đi qua đây á, à, thì có lẽ là ở khu này thì cũng có nhiều người biết cái cháu này. Mình thèm quá mình xin. Dạ. Nhá, mình không được ăn trộm, mình không được đút túi nhá. Dạ. À, người ta chỉ thích người thật thà thôi. Ai mà ăn trộm ăn cắp người ta sẽ cháu chỉ ăn no. Ơ anh 121. 121. Ok anh. Cháu đầu. Ừ.
Bây giờ là cháu xách đi. Vâng. Rồi, ok. Đấy, nhá, phải nhớ chú dặn nhá. Vâng. Đấy, mình mà ăn trộm ăn cắp, người ta không biết mình bị bệnh thì người ta sẽ đánh cho đấy nhá. Vâng. Ừ. À kia rồi, bánh mì ba tê về kia rồi. Đâu? Rồi. Thực ra là Vương cũng có nghe là bố mẹ của cháu Lan này là không cho cháu ấy chạy ra ngoài đường đâu. Đấy, thỉnh thoảng chắc là trốn đi kiểu như thế. Từ từ nhá, ô tô nhá. Vâng. À. Tê tải. Hả? À? Không phải là ô tô, là xe tải. À, xe tải. Vâng. Em đi trước đi. Đúng rồi. Đấy, xe chở cát ấy. Vương bảo là ô tô ấy, còn biết nói là không phải là ô tô mà đấy là xe tải. Phồn thế. Đây rồi. Đợi mãi bà chủ mới về. Đây rồi, ok. Đứng đứng ở đây thôi, làm cho em hai cái. Phúc ăn không? Phúc ăn không? Làm luôn ba cái. Làm cho em ba cái. Ở đâu về? Hả? Đi đâu? À sao? Trời. Ô thế chú mua tất cả đồ cho rồi bây giờ còn xin tiền làm cái gì nữa? Hả? À? Vẫn cứ xòe tay ra xin tiền. Điên điên. Thế bây giờ là muốn xin bao nhiêu? Điên điên điên. Mai đi chợ. Ừ, xin tiền để mai đi chợ. Muốn xin bao nhiêu? Muốn xin bao nhiêu tiền? Không biết. Không biết à? Không biết thì không cho. Đúng. À? Cho cháu mượn đăng. Cho 100 à? Vâng. À, 100 là có mấy số không? 100 ở 10 số không? 100 là có 10 số không? Vâng. Ôi dồi, thế thì 1 tỷ rồi. Thế là xin 1 tỷ rồi, không phải xin 100 nữa rồi. 10 tỷ rồi. Xin tiền. Rồi. Đấy thì rất là mong các bác xem được cái video này của Vương. Các bác phải nhìn nhận một cái cách khách quan các bác nhé, chứ không phải là tại sao lại cho cháu ít tiền như thế hay là cho nhiều tiền thế, mà bây giờ mình phải nhìn thực tế như thế này này. Cháu tài chú đường đó. Ừ, thế tại sao chú đeo vào đây lại cứ giật ra là thế nào? Không thích đeo. À, không thích đeo à? Ừ. Nếu mà bây giờ có khi là mình cho nhiều tiền quá, ví dụ như thế thì cháu ấy lại trở thành là hư rồi, là lần nào cũng muốn là ra đường đứng để mà xin được tiền các bác nhá. Các bác phải hiểu một cái điều là như thế. Thế về đây cho chú hỏi một tí, đứng dậy về đây chú, cho chú hỏi một tí nào, đứng dậy. Thế bây giờ lại có tiền thì có biết đi mua không? Có. Thế có biết tiền không? Mua bao nhiêu tiền, người ta giả bao nhiêu tiền thì có biết không? Có. Trời, bây giờ là thế. Bây giờ là chú sẽ đưa cho 100 nghìn nhá. Đấy. Cháu mua năng 10 nghìn, ở 50 nghìn. Ừ, thôi được rồi. Thế không được đi học mà sao giỏi thế? Cháu học đi ơi bố, cháu không nợ. Có biết viết không? Không. Không, có biết đọc không? Không. Cái thầy cứ giật tiền. Thế tờ này tờ bao nhiêu? 10. 10 nghìn. Vâng. Tờ này tờ bao nhiêu? 20. 20, rồi ok. Rồi tí nữa giả lại nhiều tiền lẻ để xem biết không. Cô ơi, cái gì? Ăn gì? Ồ. Ăn gì cô ăn đi. Không làm như thế. Tại sao lại... Thế có muốn chú đưa mua đồ cho không? Không. Không muốn cái gì? Vâng. Tại sao lại không muốn? Hả? À? Bây giờ chắc là đến lúc bố láo rồi đấy. Đúng rồi. Ngỏ quá. Đấy. Cái kiểu là như kiểu là xin tiền mình không cho ấy, là nó bắt đầu nó dở giọng luôn, đúng không? Còn không thèm đeo mic nữa cơ, sắp vứt cả cái mic của mình đi. Đấy các bác thấy không? Đấy cái gì nó cũng phải rõ ràng đã nhá các bác nhá.
Bây giờ tự nhiên mà gặp một người ở trên đường mà xin tiền thì mình cũng chưa biết như thế nào. Đấy, mua cho nó đồ thế này thế kia, bây giờ nó xin tiền mình không cho nó là bắt đầu nó quay ra là ta bảo là ở đâu ra? À, mấy người lại cháu ở đâu ra? Bảo là cháu nó bảo là đi trên đường xong là gặp. À, đấy. Đấy, đi trên đường xong là gặp. Tưởng anh nói xấu cái gì em? Không. Nhưng mà mua đồ cho nhá. Mua cho đồ ăn nhá, mua quần áo cho là cấm đừng nói xấu chú nhá. Vâng. Lần sau mà chú nghe ai nói bộ Lan nói xấu chú là chú không bao giờ mua đồ cho nó đâu. Vâng. Nhá. Để chú đi sang cháu nhá. Đi sang nhà cháu làm gì? Để cháu đúng đúng. Tết chú đi sang nhà cháu làm gì? Chúc năm mới chú. Thế chúc mừng năm mới là cháu phải đến nhà chú chứ? Không. Thế là ý là muốn Tết chú sang nhà cháu chơi để chú mừng tuổi cho cháu. Vâng. Đúng không? Vâng. Ui ui ui. Trời. Đấy, nghe chú dặn nhá. Nói chuyện với người lớn lúc nào cũng ngoan thì ai cũng thích nhá. Vâng. Mà đặc biệt là không được xin tiền, không được đứng ở đường xin tiền nhá. Vâng. Ừ, rồi ok. Đau hết cả đầu. Hỏi bò, hỏi bò là ăn thích ăn phở hay ăn bún hay ăn mèn mén. Bò chỉ thích ăn bánh mì ba tê thôi. À đấy à? Ừ. Chắc là ăn chán rồi. Thế đã bao giờ cái cháu này đến đây mua chưa? Thế, thế chắc là bố mẹ cũng chả bao giờ gọi là mua không, ấy cho được không nhỉ? Không để ý đâu. À. Tại vì ở với ông bà bố mẹ đi làm xa. À. Ở với ông bà nó cứ đi lang thang thế này. Ừ. Không ở nhà suốt ngày cứ đi như thế à? Hả? Ô này chờ cháu đến đấy. Cô này chờ cháu đến. Cô này chờ cháu đến à? Vâng. Chờ cháu ăn bánh mì à? Thế là chỉ được xem ở trên TV bánh mì pate thôi chứ chưa bao giờ được ăn đúng không? Vâng. Thế bây giờ thử ăn xem có ngon hay không nhá. Vâng. Thế chẳng may mà mình mua mình ăn, mình được ăn mà nó không ngon như mình xem ở trên TV thì sao? Ờ. Có. Vâng. Rồi. Chị cho cái cháu này trước đi. Thèm chưa? Thèm lắm chưa? Thèm lắm rồi. Xúc xích hay ăn trứng? Ăn trứng chị. Ăn xúc xích. Thèm lắm rồi. Thèm lắm rồi à? Đói hôm nay chưa ăn cơm à? Vâng. Sao thế? Ăn chưa ăn cơm? Cứ đi thôi à? Vâng. Ê, lấy con hướng nào? Nói thế nhá. Cô này hỏi nói thế là không đúng rồi. Lúc nãy chú hỏi bảo có đói không thì bảo không đói đúng không? Vâng. Thế bây giờ lại bảo là đói lắm rồi. Ừ. Là như thế nào? Anh hỏi bảo là có ăn phở không? Nó không thích ăn phở thì nó bảo không đói. Ừ. Ừ. Không thích ăn. À. Không thế bố đâu? Bố đâu? Bố mẹ đâu? Bố mẹ ở nhà. Ở nhà đúng không? Nhà tôi. Sao thế? Bố tên là gì? Bố tên là Thằng Dương. Làm sao lừa mẹ tên gì? Mẹ tên là Chị Má. Thế sao? Bố mẹ không cho đi học à? Bố mẹ không cho đi. Không cho đi. Bố mẹ không cho đi. Mà là học rớt thì ai cho đi học thì anh nói. Mà này, nó đến đó. Không làm thế chứ. Chào học rớt thì không có giáo chân không nhận gì à. Thế bảo là học giỏi lắm mà. Nhưng mà từ lúc bị co giật thì không được đi nữa. Kiểu từ bé như thế. Từ bé rồi nhỉ. Từ bé rồi. Ai mấy bông như nào? Ừ. Mấy bông ở đây này. Cái gì? Mấy bông ở đây này. Cháu của anh phùa.
Rồi thành rồi đấy. Là anh đây đây. Mình thôi quát đấy không ăn đâu. Quát thái độ đấy không ăn đâu. Không bán ra luôn. Anh bình thường lại lên cơm. Anh Trường rất là bình thường. Minh Nhi. Hình như nó đọc chữ trên kia ấy anh ạ. À. Nó bảo anh. Có đọc được chữ kia không? Đó. Đọc anh Trường. Anh Sáng. Dạ. Nó bảo anh Sáng. Ờ, anh Sáng. Dạ. Biết chữ đó chứ. Mà lạnh đi. Làm sao? Lạnh đi. Lạnh thế à? Mà. Nhưng mà bây giờ bắt đầu anh cảm thấy nhá, mình quay phim thì nó lại không xin tiền nhá, nhưng mà mình không quay nữa thì nó mới bắt đầu xin. À, rất là khôn thực sự. Bây giờ mình còn cảm thấy là khôn đến nỗi mà mình còn cảm thấy sợ thực sự luôn. Ôi ăn ngon thế không mời ai à? Cháu mời ông chú ăn bánh gì. Thế tại sao thế tại sao là chú quay phim thì không xin tiền nữa mà chú không quay thì mới lại cứ xin là thế nào? À, tại vì biết đúng không? Ừ. Ừ. Thế là cháu còn giỏi hơn nhiều đứa cả trẻ khác đấy. Có ngon không? Có ngon như ở trên điện thoại cháu xem không? No. Ngon à? Ừ. Thế ăn khoảng mấy cái thì mới no được. Ừ. Một cái. Một cái là no rồi gì? Ừ. Hôm nay chú không cho tiền đâu nhá. No. Chú mua đồ cho này hết tiền rồi. Mà. Nhá. Được không? Được. Có vui vẻ không? Có. Hay là muốn trả tiền cắt xê? Hả? À? Đấy, rất là nhiều khán giả về đây nhìn đây. Tiền cắt xê là cũng không được nhiều như thế này đâu. Hôm nay là chi mất là gọi là gần 6-700 nghìn rồi nhá. Cắt xê như thế là cao rồi. Wow. Chú đi làm cả ngày còn chưa được bằng đấy đâu. Có được không? Có vụ... Có... Ôi dồi. Có vui vẻ không? Có. Có. Bây giờ mà tắt đi phát là lại xin tiền ngay. À, thôi bao nhiêu tiền chị? 30.000 à. Đây chị này. Chị đổi cho em cái tờ này. À, hôm nay là cắt xê nhá. Hôm nay cắt xê của cháu nhá. Để cho nhiều khán giả nó cũng không thắc mắc. Là cháu chú mua đồ tặng cho cháu nhá. Với lại cắt xê là đi có 30 phút thôi mà được hẳn 50.000 là được rồi nhá. Được chưa? Liệu cắt xê có ít quá không? Thế bây giờ muốn xin bao nhiêu tiền? Mỗi tiền 100. 100 à? Nhưng mà chú không có 100 đâu. Nhá. Được không? 50.000 có được không? 50.000 có được không? Hả? Được rồi. À chú rồi. Nhưng mà hôm nay đi cùng chú 30 phút này chú chỉ giả cho 50.000 thôi nhá. Thế bây giờ chú lấy hết lại đồ quần áo nhá, xong rồi chú giả 100.000 được không? Có được không? À. Thế bây giờ... Thế bây giờ cho 50.000 có lấy không? Không lấy á? Cho 50.000 không lấy. Đấy bây giờ các bác bảo một đứa trẻ như này bây giờ cho 50.000 không lấy cứ phải đòi 100 thì như thế nào? Cho 50.000 không lấy gì? Hả? Còn không thèm nói chuyện luôn. À, thôi được rồi. 2, 4, 6, 8. Đây đủ 100.000 nhá. À, rồi ok. Đây đủ 100.000 đây. Đếm đi, đếm xem có đủ 100.000 không? Đếm đi. Đếm đi xem có đủ 100.000 không? Nếu mà thừa thì trả lại cho chú. Được không? Đếm đi. Không đi ạ. Không lấy nữa. Lấy thôi. Không lấy. Bây giờ như kiểu dỗi. Đấy, đủ 100.000 đây. Đếm đi, đếm có đủ 100 không? Không lấy thì chú không cho nữa. Nếu mà không lấy là chú không cho nữa đâu nha. Đếm đi xem có đủ 100.000 không? Đếm đi. Đếm đi.
không lấy gì? Có ăn cơm đó. Không, chú không chờ được. Chú không chờ được. Ôi ôi, rơi hết rồi. Cầm lấy đi, cầm lấy tiền đi. Còn không cầm luôn. Tay kia bị đơ, không cầm được. Đúng là như thế này thì đây, ăn chưa hết đã vứt đi rồi. À, đưa cho Lan đếm đi. 2 vụn. Ừ. 4 vụn. Đấy. 5 vụn, 6 vụn. 7 vụn, 8 vụn. Ừ, 8 vụn. Đủ chưa? Đủ chưa? Chưa. Còn thiếu bao nhiêu? Ở dưới 2. 2 mấy? 20. Còn thiếu 20.000 nữa đúng không? À. Ừ, rồi đây. Đủ chưa? Đủ chưa? 20 mà. Thế đây là bao nhiêu? Đây là 10.000. À, 10.000. Thế đây bây giờ đây nhá. À. Đấy, đủ chưa? Đủ đấy, rồi. Đủ đúng 100 nhá. Khán giả nhìn nhá, đủ đúng 100.000 nhá. Đấy, hôm nay là cắt xê là 100.000 này, mua quần áo rồi bánh kẹo, nước ngọt này, bánh mì ba tê này là tổng là cũng nhiều rồi nhá. Cắt xê hơi bị cao nhá. Đấy, biết đút túi là hoàng nha. À, quần này không túi. Ờ, tay cầm cho nó chắc ăn. Đấy. À. Ghê gớm không các bác. Đấy. Biết xách đồ là hoàng ấy. Thế hôm nay đưa đi mua đồ như này lại được giả cắt xê như này đã hài lòng chưa? À. Có rồi gì? Mà. Ừ, rồi ok. Đấy thì cái nội dung của Vương ngày hôm nay là xin phép là quay xa xa ra. Xin phép được kết thúc ở đây, các bác đã nhìn thấy rồi, một cái cháu nhỏ thực sự ra là cũng rất là đáng thương các bác nhé. Nhìn rất là đáng thương nhưng mà đôi lúc thì cũng chưa thực sự là đáng thương lắm. Đấy. Bây giờ xin tiền lại còn phải xin bao nhiêu là phải cho bấy nhiêu cơ thì mới thích. Còn bây giờ xin mà không đúng ý của mình là mình không thích. Đấy, Vương xin kính chào các bác. Rồi ok. Ở đây đấy, cho vào đấy cẩn thận rơi nhá. Cẩn thận rơi nhá. Cho vào cẩn thận nhá. Rồi ok. Nào vẫy tay nào. Vẫy tay nào. Nhìn ra kia vẫy tay nào. Được chưa? Khổ thế đấy.